We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Voilà les cadeaux où est mon cadeau. Voilà le cadeau pour j'aute pas pour moi. La 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 la. Đây, quà của Mai thì rất là đơn giản nhá, chỉ có ở trong trọng lượng hai cái gói này thôi. Đây là gói cho hai cháu của Mai. À, còn người lớn thì ở đây. À, quà nhỏ xíu vậy thôi nhá, xíu vậy thôi đó. Nhà Mai là có truyền thống tặng quà sáng 2 năm nhá, chứ không phải là tối 24. Đây, đến giờ là Mai ướp với con sapong này. Sapong không hiểu tại sao họ phải khâu vá vá lại như này. Năm nào cũng vậy đấy. Đó. Ướp sẵn thì bắt đầu là bây giờ cả nhà gian sáng chia cháy chia quà. Sau đó là cho vào lò từ từ. Lan chưa. Cái mẹ lên riêng là đấy. Đã xong. Bây giờ thế mới chia quà này. Quand tu descendras du ciel, après tes jouets familiers, tu joueras avec moi. Ça c'est le pack Luca. Ça c'est papa. Ça c'est le pack. Fais attention, tout va. Ça c'est Luca. Ça c'est qui? Moi. Et moi, pour la mèche, quoi. Pour la mèche, regardez, deux caisses de vin. C'est à toi. Ah bon? C'est pour... Ça, c'est pas où, d'accord. J'ai jamais tourné, mais... C'est de la part de... Gia đình nhà Mai thì có truyền thống là đón Noel ở nhà bố chồng Mai là từ ngày nhỏ, khi mà ba mẹ chồng chưa có ly dị đó. Sau khi ba mẹ ly dị ấy, thì chuyển tới nhà chú chồng. Và từ ngày Mai sang 2009 đến giờ đó là... toàn đó là nhà chú chồng ấy, chưa bao giờ đi đâu cả. Tối 24 thì có thể ăn ở nhà các em, con của chú. Nhưng riêng ngày 25 á, là ngày Noel chính ấy, là sẽ ăn uống và phát quà nhà chú. Mà phát quà là phải đợi đầy đủ các thành viên nhá. Chứ không phát sớm như hôm nay, có nghĩa là đầy đủ thành viên này, dậy này, đồ đạc chuẩn bị ra bàn, la pe de chip hết. Đợi đến thành viên cuối cùng tới và ai cũng gọi là giống như đón Tết ở Việt Nam mình ấy, quần áo chỉnh tề, trang điểm gọn gàng rồi mới phát quà. Đây là lần đầu tiên từ khi mà Mai sang không có đón Noel nhà chú và đây nhà Mai tới một nơi khác, nơi mà đây là mẹ của Luca mua cái nhà này mới từ hè vừa rồi. Và lần đầu tiên là đón Noel ở nhà mẹ của Luca, tại vì tới đây thì nó ấm áp hơn. Và mẹ của Luca thì chưa sẵn sàng chia sẻ cái nhà này cho mọi người đó, nên là Mai chỉ quay vỏn vẹn cái góc mà êm ề phát quà cho mọi người. Mong cô chú anh chị và các bạn thông cảm. Khi nào mà sẵn sàng thì Mai sẽ chia sẻ, Mai quay cho cô chú anh chị và các bạn. Và đây cũng là lần đầu tiên mà gia đình nhà Mai vừa ngủ dậy đấy, chưa có chuẩn bị gì cả. Cô chú anh chị các bạn có thể thấy em vẫn còn mặc pyjama, mà tất cả mọi người nhá cũng vẫn còn mặc pyjama, đầu bù tóc rối là chia quà luôn. Tại vì nhà người yêu của mẹ Luca đó thì bao giờ cũng chia quà từ 12 giờ đêm tối ngày 24, có nghĩa là nó vừa bước sang giao thừa của ngày 25 ấy là chia quà luôn. Còn nhà chú chồng thì động đợi đến trưa ngày 25, nên có hai sự khác nhau. Nên những cái đội trẻ mà mong quà đấy thì chúng không có muốn đợi đến trưa nữa, mà chúng kêu là thôi bây giờ sáng rồi là chia quà luôn. Oui, c'est ça. C'est l'ancien.
Moi, je l'ai avec l'alphabet latin, vietnamien, là. Và năm nay thì phá lệ, sáng ra đã dạy chia quà luôn. Và cũng không có gia đình nhà con trai lớn của chú chồng mày đây. Thứ tư thì chú sẽ về đón Noel với lại con trai lớn của chú. Không phải đón Noel mà con và cháu mời chú đi ăn nhà hàng thì đúng hơn. Đây là những món quà nhà Mai cầm tới đó, là những loại rượu ở gần khu nhà Mai. Những mỗi lần mà chú chồng tới thì hay tặng gia đình nhà Mai những chai rượu vàng, những chai Mách Vang hay là những chai Vang Rơn, có nghĩa là rượu vàng đó. Còn gia đình nhà Mai tới thì lại tặng những chai rượu ở khu Ma Công, khu Bô Gồn, khu Bô Giô Lê, rất là nổi tiếng ở khu Mai. Giây phút nhận quà. Gai yêu vào bếp nhá. Em mê cắt cá hồi này. Lui đâu, Lui đâu, mẹ xem nào. Lui đâu, Lui hôm nay đẹp trai chưa? Ông bà cô chú thấy Lui đẹp trai, đi quay mẹ xem nào, không nhạc ấy, nhanh lên nhạc. Đây, bữa trưa nhá. Mai mãi chạy ra ngoài để up cái video đó, là bắt đầu món khai vị đã ra hết rồi, ra hết bàn rồi. Ai cũng thích ăn cơm nhá. Và món hạt dẻ ăn kèm với sa phung. Chú gà sống thiến đã quay xong. Nó rất là nhiều mỡ nhá. Siêu nhiều mỡ luôn. Vì vậy mà Mai cái hạt dẻ đấy Mai không có cho gì cả. Mai cho một chút dầu ô liu với lại một chút nước vào đấy để làm chín lên. Chứ nếu mà mình mà cho dầu mỡ vào thì sẽ nhiều lắm. Nên là Mai hạn chế dầu mỡ đó. Đó là lý do mà hạt dẻ của Mai rất là khô. Mai làm xong rồi đó thì bắt đầu Mai lấy mỡ chảy từ con sa pông ra đấy, Mai cho sang thì nó lại vừa ngon, thơm lại béo ngậy. Vì mỡ gà mình ăn được nhá, mỡ gà, mỡ vịt mình ăn được. Trong con gà thì Mai có ướp, Mai ủ, nó có gia vị rồi. Nên chỉ cần đổ vào cái khay hạt dẻ này đó là hạt dẻ rất thơm ngon và béo. Đó là lý do mà vừa cô chú anh chị các bạn có thể thấy là hạt dẻ của Mai rất là khô. Vì Mai không có muốn sử dụng quá nhiều dầu mỡ đó. Mà mình đã lấy rất nhiều mỡ ở gà ra rồi. So với người Việt thì ăn rất là ngấy. Nhưng bên đây á, nhiều khi mà mình mua con gà sống thiến của ở Buốc ấy, trời ơi nó còn nhiều gấp 3 lần mỡ đi nữa, nó còn bị xẹp hẳn lại đó. Mai chọn cái con gà chống thiến này đó là nó còn ít mỡ hơn đấy, con gà chống thiến mà siêu đắt đỏ đó. Đó, món gà chống thiến gochi của Mai đã xong. Người yêu của mẹ Luca đã giúp Mai cắt ra từng phần một. Và mọi người rất thích ăn mề gan tim ấy, nên khi Mai làm cho khách Mai giữ lại, Mai cũng cho vào đây quay luôn, ai cũng thích. Bây giờ thì món ăn đã ra bàn. Mai mời cô chú anh chị và các bạn ăn cơm cùng với đại gia đình Mai. Ở Pháp ấy, thì món ăn truyền thống vào những ngày Noel đó, đó là gà trống thiến hay là con gà Tây. Thường thường thì gà Tây nó rẻ hơn và ít lựa chọn hơn, luôn ăn kèm với lại ma gồng. Nhiều gia đình thì họ không nhất thiết phải ăn kèm với ma gồng, thì họ lại ăn món giống như gà nấu rượu vàng, hay là nhiều gia đình thì họ ăn thịt cừu với đùi cừu gochi. Giống như cô chồng Mai thì thích ăn món tôm hùm nấu với lại rượu vàng và nấm mogi. Mỗi người có một sở thích. Ăn xong thì họ luôn ăn với lại tráng miệng fromage và sô-cô-la. Cuối cùng sau khi ăn fromage, sô-cô-la thì tráng miệng bánh
thì ở bên Pháp ấy, bao giờ Noel họ cũng ăn cái bánh có cái dáng hình khúc gỗ. Đó là cái món bánh gato truyền thống cho cái mùa Noel. À, cô chú anh chị có, các bạn có thể thấy là mình sẽ ăn từ tối ngày 24 cho đến trưa ngày 25, sau còn thừa thì ăn tiếp. Nên cái bánh của gia đình nhà Mai đó là đã ăn hết một lửa rồi, bây giờ chỉ còn một lửa thôi. Và đây là tiếp tục bữa tối nhá. À, có nghĩa là ăn gọi là mấy ngày luôn đó. Gia đình nhà Mai ở đến tận ngày 27 mới về cơ, nên ăn từ tối 24 cho đến tận trưa ngày 27. Đây là bữa tối của ngày 25 nhé. Nói chung là tầm trưa 25 đó, Mai còn mãi ra ngoài, Mai up cái video quá lâu ấy, nên là Mai bỏ, Mai không quay luôn. Mai dành thời gian dành cho gia đình, tại vì tới đây ấy, là cái mạng của nó rất là yếu, nên là Mai không có muốn mất nhiều thời gian vào kênh YouTube của mình, mà Mai muốn dành trọn thời gian gia đình. Hầu như là những món cho dịp Noel ấy, thì bao giờ cũng có pate gan ngỗng này, cá hồi này, hải sản này, hay là gà trống thiến. Đó. Giờ này mới là giờ gọi là thử rượu của ba đây đó. Giờ này mới tắt nhạc để cho Mai quay nhá. Không người nhạc nó cứ gọi là ầm một nhà lên đó. Không thể nào mà mà quay được, cứ hết ăn lại nhảy lại uống, lại ăn lại nhảy lại uống. Đó. Đưa mẹ xem nào. Em mình cho mẹ xem nào, cho mẹ ngửi coi. 43 độ này, mở cho mẹ xem. Đây là quà của em chồng tặng tặng chồng Mai nhá. 43 et 55. Bây giờ thì hầu như là ăn toàn đồ thừa thôi. Không, cá hồi thì không có thừa nhé, ăn tới đâu thì cắt đến đấy. Hay là trên bàn cô chú anh chị các bạn có thể thấy là vẫn có cái đĩa tôm ốc ABC đấy, đấy là thừa từ hôm tối 24 đó, và ăn chưa có hết, tại vì em của Mai mua hai cái khay rất là lớn, thêm một cả một cái phi lê cá hồi hun khói nữa. Đến giờ phút này là chưa có bỏ cá hồi hun khói ra ăn đâu, mà mới sử dụng tới cá miễn hồi gác lách của Mai thôi. Xào đỗ cô ve, món và ai cũng thích món nem. Năm nay thì Mai không có cho được nhiều nem vì Mai làm nem sớm. Mai sát ngày Noel ấy, Mai rất là bận nên Mai không thể làm được. Nên Mai làm sớm, Mai đông đá. Nên cầm tới đây thì Mai chỉ cầm đủ ăn trong vòng mấy hôm thôi. Vì khi mình đã bỏ đông đá rồi thì mình phải ăn cho hết, chứ mình không đông đá lại được nữa. Và đây không phải nhà của em Mai ở thường xuyên. Nếu mà ở đấy thì mình sẽ để lại được, mang đến nhiều để các em để lại ăn đó. Mà em chỉ tới đây cuối tuần hay là tới vào những cái dịp lễ Tết, nên là Mai chỉ cầm đủ tới ăn thôi. Năm nay thì hầu như là Mai không cho nem được gia đình, đại gia đình của Mai. Mai bật là nhà ăn trưa gia đình Mai nhá. Đây là trưa ngày 26 nè. Trưa 26 nhá, ăn sập sàn. Bon appétit, bon appétit. Bon appétit. Hot boy cắt bánh mì nhá. Đó, bây giờ là Luca lấy chỗ của Lucy nè. Chú. Đó, bây giờ thì Luca là người bên cắt bánh mì chứ không phải là chú Si nhá.